Một câu hỏi bạn này là thiên la địa võng tại cung mệnh và cung gì của kình dương thiên hình có phá được không anh? Không, đấy nó chỉ là một cái cách nói mang tính chất hình tượng vậy em ạ. Bởi vì kình dương và thiên hình ở cái trục thìn tuất thì nó hợp cách và nó đắc địa. Thì bây giờ em phải tính lại cái cách an nhé. Kình dương và cung thìn thì là tuổi ất, thế còn kình dương và cung tuất thì là tuổi tân. Thì hai cái cách ất và tân đấy thì cái tổ hợp liên quan đến ở trục thìn tuất nó có những cách cục nào và hợp. Ất và tân thì nó chỉ có những cái cách cục mà liên quan đến cơ nguyệt đồng lương hoặc là cự nhật thì đẹp, nhưng cơ nguyệt đồng lương và cự nhật ở trục thìn tuất thì lại không có nhiều cách đẹp. Ở trục thìn tuất mà cơ nguyệt đồng lương thì chỉ có tổ hợp cơ lương, miếu vượng hoặc là thái dương thái âm. Thái dương cư thìn và thái âm cư cung tuất, nhưng mà lúc đấy âm dương lại tố kỵ kình đà cho nên là nó bị phá cách rồi. Và cái thứ hai nữa là thiên hình. Thiên hình mà nó ở cái cung cung tuất thì sinh tháng 2. Thế còn ở cái cung thìn thì nó sinh tháng 8. Nhưng nhớ là khi có thiên hình thì không bao giờ có tả hữu. Cho nên những cái cách cục mà khi hợp với tổ hợp thiên hình và kình dương đắc địa ấy thì nó chỉ là sát phá tham thôi. Thì nó chỉ là sát phá tham. Mà khi đó nó chỉ hợp với thằng phá quân và thằng tham lang thôi, chứ nó lại không hợp với thằng thất sát. Bởi vì thất sát ở cái trục thìn tuất thì nó lạc hãm và nó không có cách gì cả. Thế do đó là cái tổ hợp này khi nó hợp với sát phá tham và nó có sức mạnh của sát tinh đắc địa thì người ta mới nói là phá tan sự kìm kẹp của tổ hợp la võng. Bởi vì sao? Nó có quá nhiều những sao mạnh và nó lại hợp cách nhau. Người ta nói là thất sát sát phá chuyên ỷ dương linh chi ngược mà, thì nó là như như thế. Có nghĩa là sức mạnh của sát phá tham thường đến từ dương linh, là viết tắt của những cái tổ hợp như kình đà và linh hỏa đắc địa. Thì chuyên ỷ dương linh chi ngược là để làm những điều ngược bạn, hung tàn, ngược lại những cái luân lý bình thường. Nhưng mà đấy nó là ngày xưa thôi, chứ còn thời bây giờ thì nó là xã hội tự do. Thế là thường hợp với những cái, rất là những cái mẫu người mà có tính sáng tạo cao, hoặc là làm những cái công việc nào mang cái tính chất là nguy hiểm. Bây giờ thì cũng không có chiến tranh. Nguy hiểm ở đây thường người ta được ví như thương trường, như chiến trường, là những mẫu người làm kinh tế. Thế cho nên là em hãy hiểu cái câu này nó là nghĩa bóng, chứ chúng ta đừng hiểu nghĩa đen. Bởi vì vốn thiên la địa võng thì thực ra nó chỉ là mã hóa hình tượng của thiên văn học mà thôi. Thì cái cung mà cung thiên la ấy là cái giờ thìn, là cái giờ mà ở cái ngày đông chí ấy, thì mặt trời nó mới lên và nó lên rất muộn. Khi đó thì người ta mã hóa là như kiểu mặt trời nó vướng vào cái võng ấy. Cái võng ấy là để nó bị lên chậm, và tương tự với cả cái cung tuất là cái cung đấy, là cái giờ đấy là cái giờ cuối cùng của ngày hạ chí, mặt trời nó mới lặn thì người ta mới mã hóa, chứ nó không có ý nghĩa gì cả.